Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Việc Đảng, Nhà nước, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chính sách nhân đạo thể hiện ở việc tạo điều kiện để những phạm nhân được đặc xá tha tù tái hòa nhập cộng đồng. Quá trình xem xét đặc xá được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của pháp luật, để tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá. Trả lời phóng viên báo chí liên quan đến các trường hợp người nước ngoài được đặc xá lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá lần này, trong đó có 19 nam và 1 nữ liên quan đến tội giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam phi pháp. Trả lời phóng viên báo chí, đối với một số câu hỏi liên quan, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số 3.763 phạm nhân được đặc xá năm 2024, có 561 người dân tộc thiểu số. Đối với tội danh của các tù nhân được đặc xá, có 403 người phạm các tội về trật tự quản lý kinh tế, 275 người phạm các tội về chức vụ, 64 người phạm tội giết người, 205 người phạm các tội về ma túy, 91 người phạm tội hiếp dâm, 156 người phạm tội về cướp, cướp giật tài sản, 77 người phạm tội về trộm cắp. Liên quan các phạm nhân Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng, Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, các phạm nhân này không có tên trong danh sách được đặc xá năm 2024.